Safari Investment và Quân Đông xin kính chào quý anh chị nhà đầu tư. Và đồng chúc cho cả nhà của chúng ta có 2 ngày nghỉ cuối tuần thật là vui vẻ và an lạc bên gia đình của mình nhé. Video ngày hôm nay là một video số đặc biệt mà Đông dành tặng cho quý anh chị nhà đầu tư chia sẻ về siêu điểm mua top cổ phiếu T cộng trong giai đoạn tuần sau. Rõ ràng anh chị cũng thấy được rằng trong tuần vừa qua, việc mà chúng ta quyết định giao dịch cực kỳ khó khăn. Thị trường mặc dù đã có yếu tố cân bằng, nhưng mà cân bằng với lại mức thanh khoản thấp, nhiều nhóm ngành hiện tại bây giờ vẫn chưa lấy được những cái vùng quan trọng như là đường MA20, đường MA50 mà vẫn bị áp lực bán khá là mạnh. Thị trường chung của chúng ta trong giai đoạn hiện tại không đi theo một diễn biến là đi ngang, mà có thể là phiên sáng tăng mạnh, phiên chiều đạp, hoặc là phiên sáng đạp, phiên chiều hồi phục. Chúng ta đều thấy những con tàu lượng siêu tốc nằm trong phiên giao dịch ngày hôm đó. Nên rất nhiều anh chị trong giai đoạn này nếu đã bán hàng ra thì chấp nhận đứng ngoài thị trường luôn để mà quan sát động thái của thị trường. Hoặc là một số những anh chị nào mà chúng ta cố gắng cầm hàng cho tới giai đoạn hiện tại thì cũng canh những cái vùng giá cao bán ra. Nên anh chị cũng thấy được rằng mức thanh khoản thấp nó đang thể hiện cho điều đó. Với lại một phần là chúng ta sẽ có sự kiện là lễ 2 tháng 9 sắp tới đây, nên nhiều anh chị cũng đang muốn là đợi qua lễ để bắt đầu giao dịch. Nên giai đoạn hiện tại, những nhà đầu tư nào còn đang cầm hàng, những nhà đầu tư nào mà còn đang tham gia vào thị trường thì đang rất là phân vân với lại những kịch bản sắp tới của thị trường ha. Nhưng mà trong cái video ngày hôm trước thì Đông cũng đã chia sẻ cái quan điểm của mình ở cái giai đoạn hiện tại. Thì Đông thấy được rằng rất nhiều những anh chị và nhà đầu tư của chúng ta đang lo lắng về một cái nhịp điều chỉnh sập mạnh. Và hiện tại thị trường chung của chúng ta đã có hai phiên cân bằng và giao dịch được trên vùng MA50 ở khung chặt giờ. Điều đó cũng cho thấy được rằng là thị trường chung của chúng ta ngắn hạn là đã có yếu tố cân bằng. Và khi cân bằng được sau những cái phiên điều chỉnh và giảm mạnh thì chắc chắn thị trường sẽ có một cái nhịp tăng trở lại. Nên Đông gọi cái nhịp đó là cái nhịp tăng trong nghi ngờ mà rất nhiều nhà đầu tư bây giờ đang phân vân cho cái nhịp tăng này. Và trong cái nhịp tăng nghi ngờ đó thì mình lại thấy có rất nhiều các mã cổ phiếu đã bắt đầu về những cái vùng cân bằng tốt rồi. Nên là video ngày hôm nay Đông chia sẻ cho cả nhà của chúng ta về siêu điểm mua của top cổ phiếu T cộng ha. Và mong quý anh chị có thể là dành thời gian để xem hết video này cùng với Đông. Và cảm ơn cả nhà của chúng ta rất là nhiều. Và nếu như video hay và mang lại nhiều giá trị đầu tư, và cũng như thường lệ thì Đông sẽ chia video của chúng ta ra làm 3 phần để cho anh chị dễ dàng theo dõi. Phần đầu tiên anh chị có thể thấy trên màn hình đó chính là dấu chân dòng tiền. Rõ ràng dòng tiền trong giai đoạn vừa qua đã có sự phân hóa rất là rõ rệt giữa các nhóm ngành. Và cũng chính vì sự phân hóa đó mà chúng ta lại có những cái cơ hội để tham gia đánh các mặt T cộng. Nên phần đầu tiên này Đông cùng với anh chị để đi đánh giá lại cái bức tranh toàn cảnh trong một tuần vừa qua giữa việc bơm và hút dòng tiền giữa các nhóm ngành. Phần thứ hai đó chính là quy tắc khi đánh T cộng. Trước khi mà chúng ta tham gia mua các cổ phiếu T cộng thì chúng ta cũng phải hiểu được và định vị được chúng ta đang ở đâu trên một cái bàn tiệc chung của thị trường. Bởi vì đặc tính của các mã cổ phiếu T cộng cũng như là thời điểm mà chúng ta tham gia các mã cổ phiếu T cộng nó sẽ khác rất nhiều so với lại các mã cổ phiếu mà chúng ta dự định là sẽ đầu tư lâu dài. Nên là chúng ta thỏa mãn những cái quy tắc với nhau từ ban đầu để tránh cho cái việc là anh chị thu lỗ nhiều trong cái mã cổ phiếu T cộng, nhưng nó không phải đến từ cái việc là chúng ta chọn sai mã, nhưng mà do cái tâm lý, cái vị thế anh chị tham gia nó khác. Nên phần số 2 này Đông sẽ chia sẻ một số cái quy tắc cũng như là kèm thêm một cái kinh nghiệm cá nhân của mình để giúp cho anh chị có được một cái phương pháp đánh T cộng hiệu quả nhất. Phần thứ 3 đó chính là top các mã cổ phiếu T cộng mà Đông cũng đã đọc ra cũng như là đã đánh giá nó cao trong về yếu tố dòng tiền. Bởi vì cái việc mà nhiều cái mã cổ phiếu T cộng giai đoạn hiện tại Đông nghĩ nó sẽ không khó để tìm, nhưng việc mà chúng ta target đúng những cái mã cổ phiếu mà nó có những cái dòng tiền tốt, ta sẽ nhiều cơ hội thắng hơn. Nên là phần này Đông sẽ liệt kê ra luôn cho cả nhà của chúng ta để cho anh chị không mất quá nhiều thời gian xem một video ngày hôm nay. Đông nghĩ rằng anh chị cũng thu thập được một số những cái ý tưởng đầu tư rất là tốt trong giai đoạn tuần sau ha. Và nếu như anh chị cảm thấy video hay và hữu ích và mang lại nhiều giá trị đầu tư cho anh chị thì hãy nhấp vào nút like để ủng hộ cho Đông cũng như là ủng hộ cho kênh nhé. Ngoài ra thì anh chị nào mà chúng ta chưa đăng ký kênh thì hãy nhấp vào nút đăng ký kênh để có thể nhận được các thông báo từ video của Đông sớm nhất. Và ngoài ra thì Đông có một cái room Zalo cộng đồng để có thể hỗ trợ và tư vấn anh chị trực tiếp trong phiên giao dịch, thì anh chị có thể quét mã QR ở phía góc bên trái màn hình ở đây, hoặc là anh chị có thể nhấp vào phần mô tả, Đông có để cái link Zalo cộng đồng ở bên dưới, thì anh chị có thể giao vào trong nhóm để chúng ta cùng hợp tác với nhau trong thời gian sắp tới nhé.
Và trên màn hình của quý anh chị lúc này đây, đó chính là một cái bảng thống kê về thông số ngành. Đầu tiên thì Đông giới thiệu một tí để cho anh chị chúng ta dễ dàng theo dõi ha. Cái phân bổ dòng tiền này thì nó chỉ có cập nhật vào hôm thứ sáu thôi. Nên là Đông lượt theo cái này có nghĩa là cái ngành nào nằm ở trên, tức là ngày hôm đó cái ngành đó có cái thanh khoản cao nhất và trải dài từ trên xuống dưới. Và cũng như ở đây á, thì nó sẽ có những cái biến động tăng giảm ở một ngày nè, hay là một tuần, một tháng, 6 tháng, 52 tuần là ITD. Thì để cho chúng ta dễ dàng phân loại thì Đông lựa chọn là lọc theo yếu tố là thanh khoản lớn nhất ha. Đối với là nhóm ngành bất động sản thì ngày hôm thứ sáu thanh khoản diễn ra lớn nhất, thứ hai là chứng khoán, thứ ba là ngân hàng, thứ tư là xây dựng và vật xây dựng, thứ năm là thực phẩm và đồ uống, và thứ sáu là hóa chất. Chúng ta sẽ nhìn vào một số những cái thông tin trong thời gian vừa qua, đặc biệt là hôm thứ sáu, để cho anh chị thấy được rằng cái phản ứng rất là nhanh. Đó chính là nhóm ngành thủy sản, sau khi có tin tức là Trung Quốc cấm nhập khẩu thủy sản từ Nhật Bản thì nhóm ngành thủy sản bắt đầu có dấu hiệu tăng. Nên là cái nhóm ngành thực phẩm và đồ uống ngày hôm đó bắt đầu mới có yếu tố dòng tiền vào. Tại rõ ràng những cái hôm trước thì Đông có xem thì cái nhóm này cái dòng tiền nó quá mạnh mẽ cho lắm. Hóa chất thì anh chị cũng đã biết là người anh cả lớn nhất đó là ai rồi, hóa chất Đức Giang. Phiên hôm đó thì hóa chất Đức Giang có lúc bị chạm trần, nhưng mà cuối phiên đóng cửa gần qua mức giá trần, kéo theo cả cái nhóm hóa chất bắt đầu tăng điểm khá là tốt. Và chúng ta sẽ nhìn về bức tranh tổng quan của tuần vừa qua thì lúc nào luôn luôn là nhóm ngành bất động sản, ngân hàng và chứng khoán đều thay phiên nhau ở vị trí top 1, top 2, top 3 hết, và không có một cái nhóm nào thay thế được, bởi vì đây là ba cái nhóm ngành hot nhất thị trường. Và kể cả cũng như là các cái cổ đông hay là quý anh chị xem video của Đông ngày hôm nay thì ít hay nhiều gì sẽ có một hai cổ phiếu nằm trong ba cái nhóm ngành mà Đông kể trên. Đối với là nhóm ngành bất động sản thì một tuần vừa qua trung bình tổng lại hết thì điều chỉnh 1.76%, tức là trong tuần vừa qua nhóm ngành bất động sản vẫn có sự phân hóa khá là nhiều, và ở một số các mã cổ phiếu bất động sản yếu kém thì nó vẫn chưa hồi phục lại được. Một số các mã cổ phiếu khỏe mạnh như mà cổ phiếu đất xanh thì đã vượt đỉnh rồi, nhưng mà cũng có rất nhiều các mã cổ phiếu vẫn đóng cửa thấp hơn cái phiên thứ sáu tuần trước, tức là trong tuần này chưa hồi phục mà vẫn tiếp tục điều chỉnh ha. Còn đối với lại nhóm dịch vụ tài chính, tức là cái mã cổ phiếu chứng khoán thì tuần này là một tuần hồi phục mạnh nhất đối với lại tất cả các ngành thì nó thuộc về nhóm chứng khoán. Tuần này nhóm ngành chứng khoán hồi 8.15%, phân bổ dòng tiền hôm thứ sáu thì nằm ở top 2. Nhưng mà rõ ràng đối với là nhóm ngành chứng khoán thì phân bổ dòng tiền nó thể hiện rất là quyết liệt, đó chính là về cái phần mua chủ động nó lại nổi trội hơn đây anh chị, tức là cái phần màu xanh này đây nó nổi trội rất là nhiều so với phần màu đỏ và phần màu vàng. Tiếp tục đó chính là nhóm ngành ngân hàng chiếm top 3 thanh khoản trong hôm thứ sáu, nhưng mà xét chung một tuần vừa qua thì nhóm ngành ngân hàng không có sự hồi phục quá là rõ rệt. Chỉ có một số những cái mã cổ phiếu nó có cái câu chuyện riêng, như là STB thì nó khỏe, EB thì nó vẫn khỏe, nhưng mà đa số ngành ngân hàng trong tuần vừa qua thì vẫn nằm ở mức điều chỉnh giống như phiên thứ sáu tuần trước, và rõ ràng là phân bổ dòng tiền trong nhóm ngân hàng thì đang bị bán khá là mạnh. Và một phần cái việc này nó cũng cho chúng ta thấy được rằng là trong thời gian vừa qua thì khối ngoại bán ròng ngân hàng khá là mạnh tay, nên là cái áp lực bán đối với nhóm ngành ngân hàng nó vẫn khá là lớn. Ba cái nhóm ngành cuối thì nó không có nội trợ thanh khoản cho lắm, nhưng mà khi mà chúng ta thấy là xây dựng và vật liệu xây dựng ấy, nó sẽ liên quan tới lại cái dự án sân bay Long Thành, thì VCG nó cũng đóng góp khá là nhiều, C4G cũng trong đây, hay là một số những cái vật liệu như là đá, cát, xi măng thì chúng ta sẽ có KSB hay là BCC hay là HT1 hay là VLB. Thì tuần vừa qua thì nhóm này nó cũng hồi phục được khoảng một tí thôi, không hồi phục nhiều cho lắm, và rõ ràng là chỉ có sự nổi trội của cổ phiếu VCG thôi, còn cái một cổ phiếu khác thì nó vẫn một phiên xanh một phiên đỏ, nhưng mà hồi phục 1-2% cũng không đáng kể. Thứ năm đó chính là thực phẩm và đồ uống, thì nãy Đông cũng đã có chia sẻ trước rồi, đó chính là nhóm thủy sản có sự hồi phục nè, nhóm gạo cũng đã bắt đầu có sự hồi phục lại, và một số những cái nhóm đồ uống thì nó có sự hồi phục trở lại khá là tốt, quanh mức khoảng tầm là 2.22%. Và rõ ràng đây là nhóm hiện tại mặc dù mức thanh khoản thấp nhưng mà tuần vừa rồi khá là tốt. Hóa chất thì có DGC và một số những cái mã cổ phiếu là CSV được cũng hồi trở lại, nhưng mà hầu như là hai cái nhóm này anh chị ít quan tâm, chúng ta chỉ tập trung vào ba cái nhóm thôi. Nên là các cái cơ hội đầu tư trading các cổ phiếu T cộng trong thời điểm tới, Đông cũng sẽ tập trung vào ba cái nhóm này là chủ lực. Tại bởi vì khi mà thị trường chung của chúng ta bắt đầu bước sang giai đoạn tuần sau nữa thì chắc chắn cái mức thanh khoản nó vẫn sẽ ít hơn cái tuần này, có nghĩa là những cái nhà đầu tư không chuyên nghiệp họ biết rằng họ
không thể nào đầu tư trong một cái bối cảnh khó khăn như hiện tại thì họ chấp nhận họ đứng ngoài. Và cuộc chiến giữa những cái nhà đầu tư chuyên nghiệp bắt đầu sẽ diễn ra trong tuần sau, nên chị sẽ thấy là một số những mặt cổ phiếu thực sự mà nó có dòng tiền khỏe nó mới tăng được. Còn sang tuần sau, nhưng mà cổ phiếu nào mà nó chạy theo những mà cổ phiếu khỏe giai đoạn trước đó, có thể tốt lắm thì nó vẫn sẽ tham chiếu, hoặc thậm chí khi các mà cổ phiếu kia mà nó chạy 3-4% nhưng mà toàn ngành nó không chạy á, thì có thể những cái mà cổ phiếu yếu nó vẫn sẽ tiếp tục bị bán đi để mà dồn cái lượng tiền đó vào các cái mà cổ phiếu khỏe hơn. Nên là trong tuần sau, mặc dù là ông chia sẻ cho anh chị những mà cổ phiếu T cộng, nhưng cũng từ những cái mà cổ phiếu T cộng này, anh chị cũng nên đánh giá lại cái danh mục của mình để làm sao mình thu gọn lại nhất có thể và tập trung vào những mà cổ phiếu nó có cái dòng tiền tốt nhất anh chị ha. Và sau đây chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang phần thứ hai anh chị ha. Phần thứ hai đó chính là nguyên tắc đánh T cộng. Thì Đông cũng đã liệt ra khoảng 7 mục có lẽ là rất là chi tiết để cho anh chị chúng ta dễ nắm ha. Đầu tiên, cái yếu tố mà Đông đánh giá là quan trọng nhất đó chính là số vốn mà chúng ta tham gia tối đa trong một cái mã ta đánh T cộng là tầm 5% thôi anh chị ha. Cơ bản á, là vì á, anh chị mà tham gia mua quá nhiều á, thì tất nhiên lúc mà anh chị thực hiện những cái điểm bán á, anh chị sẽ không dứt khoát được. Mà đối với là những cái mà cổ phiếu T cộng á, có một cái nguyên tắc số 7 mà anh chị cần phải nhìn trong là ở đây nè. T cộng là đĩa trái cây chán miệng cuối cùng nằm ở trên một cái bàn tiệc, nên là đừng để ăn có một đĩa trái cây mà phát cho cả một tiệc. Anh chị cũng sẽ hiểu ý của Đông rằng là cái những mà cổ phiếu bây giờ chúng ta đánh T cộng á, nó là những cái vùng giá không phải gọi là những cái vùng giá rất tốt, nhưng mà dòng tiền của nó còn tốt thì nó vẫn sẽ còn một cái nhịp tăng. Nên là khi trong giai đoạn này mà anh chị ra số vốn quá nhiều á, thì rất dễ bị áp lực. Và áp lực thì khi mà những cái phân tích của chúng ta nó có một yếu tố tác động ngược lại, hoặc là nó phân tích chúng ta không đúng và cổ phiếu chúng ta mua mà phiên đó nó không tăng như kỳ vọng mà nó điều chỉnh mà nó giảm, thì chúng ta với cái số 4-5% NAV thì anh chị có thể dễ dàng cắt đi. 5% NAV Đông nói đơn giản nhất cho những nhà đầu tư F0 luôn, có nghĩa là ví dụ như anh chị đang có 1 tỷ chứng khoán thì 5% nó là 50 triệu. Đó là cái số vốn tối đa mà anh chị mua cái mã cổ phiếu đó, chứ chúng ta sẽ không mua hơn. Nguyên tắc số 2 đó chính là danh mục chỉ có tối đa 3 mã cổ phiếu T cộng, những tối đa thôi. Có nghĩa là trong giai đoạn hiện tại thì anh chị sẽ có một số các cổ phiếu mà chúng ta mua đầu tư, chúng ta mua các vùng giá tốt, ta sẽ không nhắc tới. Nhưng mà nếu như ngày hôm nay anh chị xem video của Đông, Đông có chia sẻ cho anh chị một số cái mã cổ phiếu đánh T cộng á, thì lưu ý cho Đông ha, mình chỉ mua tối đa là 3 mã thôi. Có nghĩa là cố gắng là nó chỉ chiếm khoảng tầm 15% NAV của mình là cùng, để cho chúng ta có thể dễ dàng ra quyết định hơn anh chị ha. Nguyên tắc số 3 đó chính là chỉ có một điểm mua và một điểm bán và không gia tăng. Cái này Đông nghĩ cực kỳ quan trọng. Tại vì á, chúng ta đã xác định chúng ta đánh T cộng rồi thì chúng ta chỉ vào đúng một điểm, và nếu như điểm đó chúng ta mua được hàng thì chúng ta nắm. Còn ví dụ trường hợp điểm mua đó mà nó trượt đi qua một cái điểm mua khác, tức là nó không giống những cái kế hoạch chúng ta đặt ra ban đầu, thì chúng ta sẽ không mua mã đó, có thể là chúng ta sẽ mua cái mã khác. Và cái yếu tố thứ hai là nếu như chúng ta mua được rồi thì tới điểm mà chúng ta cần phải bán đi á, thì chúng ta cũng phải nên quyết định là chúng ta sẽ bán ra, chứ chúng ta sẽ không có dời cái kỳ vọng của chúng ta lên. Bởi vì sao? Bởi vì lật lại cái nguyên tắc số 7 là trong giai đoạn hiện tại là chúng ta chỉ đang ăn một cái đĩa trái cây cuối cùng thôi anh chị, chứ không phải là chúng ta ăn từ đầu bàn tiệc. Nên có thể là trong cái lúc mà nó dọn món lên xuống á, thì nhiều lúc đấy thì chúng ta đâu có biết được cái tâm lý của chúng ta như thế nào, hoặc là thị trường chung nó phản ánh như thế nào. Nên là chúng ta nên đặt ra một cái nguyên tắc là mua đúng một điểm và bán đúng một điểm theo như những cái kế hoạch chúng ta đặt ra thôi, chứ chúng ta sẽ không có thay đổi mục tiêu quá nhiều. Nên là cái phần tiếp tới khi Đông chia sẻ cho anh chị các mã cổ phiếu T cộng á, thì Đông cũng sẽ đặt ra cho anh chị đâu là cái điểm mua và đâu là cái điểm bán để cho anh chị dễ dàng quyết định luôn. Số 4 đó chính là hàng T cộng về nếu lỗ là phải bán chuyển sang cơ hội khác. Đây, một cái phần số 4 rất là quan trọng, có nghĩa là khi mà chúng ta đã xác định cái mã cổ phiếu mà chúng ta tham gia đầu tư T cộng rồi, thì cái phiên hàng về chính là cái phiên mà chúng ta có quyết định được á, là phân tích của chúng ta từ ban đầu khi chúng ta lựa chọn mã cổ phiếu này nó là đúng hay nó là sai. Nên khi mà về mà nó đã giảm hơn cái điểm mà chúng ta tham gia, tức là cái giai đoạn đó chúng ta đã lựa sai cơ hội và chúng ta nên quyết định là bán đi để chuyển sang các cơ hội đầu tư T cộng khác. Phần thứ 5 đó chính là đúng giá mục tiêu là phải chốt và không kỳ vọng hơn, tức là nó bổ trợ cho cái ba này Đông ghi rõ ra hơn. Phần số 6 đó chính là không áp dụng yếu tố phân tích cơ bản FA. Cái này á, Đông nghĩ á, là cũng tùy theo mọi người thôi, nhưng mà với cái quan điểm cá nhân của mình thì mình thấy cái việc mà anh chị lựa chọn đánh cổ phiếu T cộng, chúng ta đánh ngắn hạn thì chắc chắn
là chúng ta phải dùng từ phân tích kỹ thuật hết. Chúng ta dùng từ phân tích hành vi trong những cái giai đoạn ngắn hạn của thị trường, hoặc chúng ta sẽ phân tích một số những cái yếu tố mà nó liên quan tới một số những cái mà cổ phiếu leader, sau đó rồi chúng ta cũng sẽ phân tích dựa trên yếu tố là phân tích kỹ thuật, chứ không thể nào đánh T cộng mà dựa trên phân tích cơ bản được. Và chắc chắn những anh chị nào mà chúng ta đã có kinh nghiệm đầu tư khoảng 1-2 năm thì anh chị cũng biết được rằng báo cáo tài chính của mỗi doanh nghiệp nó ra theo mỗi quý. Mỗi quý thì nó gồm 3 tháng. Nên để mà những cái phân tích của chúng ta kỳ vọng về một cái giá bán tăng hay là kỳ vọng về một cái biên lợi nhuận tăng, nó cũng phải cần có thời gian để mà doanh nghiệp họ thẩm thấu vào được điều đó. Nên cái việc mà chúng ta đánh T cộng chỉ có T cộng 3, T cộng 5, thậm chí là cao lắm là T cộng 7 đi, thì cái việc mà chúng ta phân tích cơ bản á, nó không những là nó không tốt mà nó còn có hại cho chúng ta nữa. Là vì sao? Ví dụ như trường hợp khi mà hàng về chúng ta lỗ nhưng mà chúng ta không bán đi là vì sao? Thì vì chúng ta nghĩ rằng cái doanh nghiệp này nó cũng còn tốt lắm, cái doanh nghiệp này sắp tới nó sẽ có lời đó. Nhưng mà chúng ta lại quên đến một cái mục số 7 là cái gì? Là giai đoạn này chúng ta đang ăn cái gì trái cây cuối cùng, chứ không phải là chúng ta tham gia từ lúc mà món khai vị. Nên là cái yếu tố rủi ro của chúng ta là ví dụ như trường hợp ăn dĩa trái cây xong đóng lại bàn tiệc luôn, thì lúc đó người rửa chén chắc chắn sẽ là chúng ta. Nói một cái hình ảnh ví dụ minh họa gì để cho anh chị hiểu được rằng là chúng ta mua vì kỹ thuật, chúng ta đánh T cộng thì chúng ta sẽ không nên dùng phân tích cơ bản vào. Thì vì dùng phân tích cơ bản vào, chúng ta sẽ bị gọi là thao túng cái tâm lý của chúng ta rằng là nó vẫn đang rất tốt, nên là mình kiên nhẫn cầm đi, lỗ mình không bán. Hoặc là khi tới điểm chúng ta chốt lời rồi thì anh chị lấy phân tích cơ bản là anh chị suy nghĩ thêm cho nó tốt hơn, có nghĩa là cái giá này nó không xứng với là cái doanh nghiệp, và khả năng với một cái biên lợi nhuận như thế này, với cái giá hàng bán của các sản phẩm như quốc tế đang tăng như thế này, hay là lạm phát hay như thế này, như thế kia, anh chị phân tích cơ bản, thì lúc đó anh chị sẽ càng mở ra kỳ vọng lớn hơn cho mặt cổ phiếu đó. Thì rõ ràng là nó đã sai nguyên tắc rất nhiều. Cho nên cái một số xấu này anh chị sẽ nghe người ta nói rất là nhiều, đó chính là mua vì cái gì thì bán vì cái đó. Anh chị đánh T cộng, chúng ta mua kỹ thuật thì chúng ta bán vì kỹ thuật ha, chứ không phải là mua vì kỹ thuật sau đó giá cổ phiếu lỗ, phân tích kỹ thuật sai, phân tích kỹ thuật báo anh chị là phải bán đi. Nhưng mà phân tích cơ bản là cho anh chị một cái góc nhìn là nó vẫn đang tốt, nó vẫn có nhiều cái cơ hội kỳ vọng, thì anh chị lại giữ. Đó chúng ta đã sang nguyên tắc. Nên rất nhiều các anh chị nhà đầu tư, kể cả đông tham gia vào thị trường ở những cái giai đoạn trước đây, mình mất rất là nhiều tiền bởi vì cái một số xấu này. Có nghĩa là lúc mà khi mà lỗ là mình lại đi xem cơ bản, mình lại đi xem thông tin ngành, lại đi xem thông tin vĩ mô, thì cái đó là nó sai nguyên tắc ha. Nên là sau 7 cái nguyên tắc này thì cũng rất là mong anh chị sau này hình thành một cái việc cũng như là một cái kế hoạch, một cái tư duy để chúng ta đánh T cộng làm sao cho nó hiệu quả nhất, để mà chúng ta có thể là lướt sóng trên thị trường. Và sau khi anh chị nghe Đông chia sẻ một số những cái nguyên tắc cũng như là một số những cái hướng đi của dòng tiền rồi, thì anh chị thấy video ngày hôm nay của chúng ta như thế nào? Nếu mà anh chị cảm thấy video hay và hữu ích thì hãy để lại cho Đông một like nhé. Và anh chị nào mà nếu cảm thấy yêu thích và có thể muốn ủng hộ Đông nhiều hơn thì có thể là để lại cho Đông nhiều cái bình luận để có thể giúp cho cái video của chúng ta tương tác nhiều hơn đối với các nhà đầu tư khác ha. Cảm ơn rất là nhiều. Phần cuối cùng đó chính là top cổ phiếu T cộng. Phần này rất nhiều anh chị quan tâm đây. Phần đầu tiên, gạch đầu tiên của Đông chia sẻ cho chúng ta đó chính là mặt cổ chứng khoán ha. Chứng khoán. Đợt này thì rất nhiều các mặt cổ phiếu chứng khoán như là VND, SSI, PCI và HCM nó đang rất là được kỳ vọng nhiều vô cái câu chuyện là đây là bốn cái doanh nghiệp có cái thị phần tốt, có đội tự doanh cũng khỏe, rồi cho vay margin cũng nhiều. Nhưng mà trong giai đoạn hiện tại Đông thấy là các mã cổ phiếu đánh T cộng mà ok á, Đông lựa chọn các mã cổ phiếu nằm ở tầm trung của nhóm chứng khoán. Bởi vì cái quan điểm của mình là các cái mã cổ phiếu kia tất yếu là bị đu bám rất là nhiều, nên là cái quá trình tăng giá nó sẽ khó khăn hơn. Còn đây là các mặt cổ phiếu này nó đã có những cái nhịp rũ đủ hợp lý để mà có thể đầu tư tham gia được. Ông sẽ mở chart để cho em nha. Đây, đối với lại mặt cổ phiếu ARR, chứng khoán Aribank ha. Chứng khoán Aribank. Thì trên hình này Đông cũng đã note sẵn ra một số để cho anh chị chúng ta không mất quá nhiều thời gian. Đầu tiên đó chính là mặt cổ phiếu này cũng giống như thị trường cho chúng ta cũng bị áp lực điều chỉnh. Nhưng mà cái điểm mà Đông đánh giá cao nhất mà cổ phiếu này đó chính là cái phiên hồi phục của nó, là nó nhấn chìm toàn bộ hai cái cây nến giảm vào lúc 10 giờ và lúc 11 giờ ngày 22 tháng 8. Và khi mà nó tăng lên thì bắt đầu là nó test lại được thành công cái đường mà A20 nằm ở đây. Sau đó test tiếp đường mà A50 thành công. Test thành công có nghĩa là nó không có thủng lại về này.
Và rõ ràng hai cái nhịp mà nó test thành công được bổ trợ với lại mức thanh khoản khá là cao, nên cái xu hướng sắp tới của mặt cổ phiếu này vẫn có xu hướng tăng khá là tốt. Thì khi mà đồng vẽ cái đường trên line song song á, thì khả năng cái mức của chúng ta kỳ vọng cho cổ phiếu này có thể đạt được trong thời điểm ngắn hạn như T cộng 3 hoặc là T cộng 5 quanh mức giá khoảng tầm là 17, à, nên là anh chị có thể là cân nhắc tham gia mua dần quanh cái điểm test đường mà 20, tức là mức giá khoảng tầm là 15 cho tới là 15, 17 hốt lại ha, để mà nhớ. Và nếu như anh chị nào mà chúng ta đã có mà cổ phiếu này rồi thì có thể là bình luận để cho Đông biết được nha. Và mã cổ phiếu thứ hai đó chính là mã cổ phiếu VDS sau AGG. Thì cái điểm chung của nó vẫn là test thành công hai đường MA20 và đường MA50. À, và đặc điểm nó cũng chính là đến những cái thanh khoản tăng rất là tốt. À, và cái điểm chúng ta cần phải quan tâm đó chính là cái giai đoạn khi mà nó test về đường MA20 và đường MA50 á, thì phải diễn ra một cái mức thanh khoản này để đánh giá đây là những test rất là đẹp. Và đặc biệt cái mã cổ phiếu VDS này, nếu mà chúng ta xem hay chặt 1 giờ đó, thì cái đường MA20 nó sắp cắt lại cái đường MA 10 đang củng cố khá là tốt cho một cái xu tăng giá của lại phiếu. Nếu như chúng ta nhìn dài ra thì tất nhiên tại đây cũng chỉ trong một cái trend phiếu có những cái nhịp điệu ngắn hạn thôi, và rất nhanh là đã rút chân thành công rồi, chứ nó không có một cái xu hướng là gãy trend quá mạnh. Thì đó là đặc tính chung của các mã cổ phiếu chứng khoán, nhưng mà quan trọng là chúng ta tùy phương pháp của chúng ta để mà chúng ta lựa chọn các mã phù hợp thôi. À, Đông lựa chọn VDS ngoài cái câu chuyện về cái việc là kỹ thuật nó đẹp, thì có một cái câu chuyện đó chính là đây là một cái doanh nghiệp có đội tự doanh Dabaco rất là nhiều, và rõ ràng Dabaco trong thời gian qua tăng rất là tốt, nên là cái dòng tiền vào cổ phiếu này á, nó cũng có một cái câu chuyện để cho nhà đầu tư của chúng ta nhiều cái kỳ vọng để bám vào trong đây. À, thì trong giai đoạn này chỉ cần mà cổ phiếu nào mà thu hút được dòng tiền và cái câu chuyện của nó thực tế là nó có tác dụng vào doanh thu và lợi nhuận, thì chắc chắn mà cổ phiếu thì nó cũng có cái cơ hội tăng giá tốt hơn, à, nên là Đông lựa chọn VDS. Thì đối với lại cái mức giá mua chúng ta hiện tại là quanh khoảng tầm 15.9 cho tới là mức giá là 16, thì Đông kỳ vọng cho một cái mục tiêu ngắn hạn thôi là quanh mức giá khoảng tầm là 17, nó sẽ quay trở về cái vùng trước đây. À, tại vì mình đang đánh T cộng nên là Đông chỉ chia sẻ mục tiêu T cộng thôi. Theo cái quan điểm của mình thì anh đây là hai cái giai đoạn mà nó điều chỉnh và nó gãy về. Thì cái giai đoạn đầu tiên điều chỉnh gãy về nó cũng có một cái hình thái tương tự, anh chị thấy không? Gãy về xong cũng đường mà A50, sau đó bắt đầu test lên đường mà A20, về test lại đường mà A50, sau đó tiếp tục lại tăng lên chạm cũ và bắt đầu điều chỉnh và gãy về. Thì tất nhiên trong giai đoạn hiện tại bây giờ nó cũng sẽ cái form tương tự. À, nhưng mà đặc biệt lần này anh chị sẽ thấy rằng là gì? Cái khối lượng giao dịch của giai đoạn đợt này nó cũng sẽ cao hơn giai đoạn đợt trước khá là nhiều, trong cái giai đoạn mà là nó gom hàng và là nó đẩy lên, tức là giai đoạn hiện tại rất nhiều nhà đầu tư của chúng ta cầm VDS đã cắt lỗ khá là nhiều rồi, nên đoạn này dòng tiền người ta gom lại được khá là quyết liệt, nên mức kỳ vọng ngắn hạn của mình là 17, nhưng mà nếu như con này mà nó vào sóng mạnh khỏe thì đồng nghĩa là nó sẽ vượt được cái đỉnh này. Nhưng mà để cho chúng ta an toàn trading T cộng thì đồng nghĩa là quanh mức giá 17 anh chị có thể là nên chốt dần ra chứ không nên hô hàng quá nhiều ha. Và tiếp tới là chúng ta sẽ nói về nhóm bất động sản, thì có lẽ là anh chị cũng không quá lạ đối với lại bốn mã cổ phiếu đồng để trên màn hình. À, và cũng nhiều anh chị thắc mắc là vì sao bốn mã cổ phiếu này đánh T cộng mà vẫn để vào được. Sao? Đầu tiên, đây là ba bốn mã cổ phiếu mà trong thời gian trước đó đã có cho anh chị là cái điểm mua đẹp nhất của mình, cho cái điểm mua gia tăng mua thêm á, nếu như anh chị đã theo cái khuyến nghị của Đông là mua 30% quanh vùng thấp rồi đó, thì vùng này là chúng ta sẽ mua gia tăng thêm. Trong cái vùng mà chúng ta mua gia tăng thêm thì nó lại hợp lý trong một cái giai đoạn là chúng ta đánh trading T cộng được, Đông cũng liệt kê vào trong đây. À, và BDR đã có một cái phiên thứ sáu rất là thành công khi mà đã test thành công đường trên được cái đường này, nên là Đông cũng liệt vào trong đây. Và chúng ta xem thì lần này sẽ là lần mà quay trở về đỉnh rất là thành công, bởi vì đây là lần điều chỉnh mạnh nhất của BDR trong một cái quá trình tăng dài của cổ phiếu, tính từ giai đoạn vùng đáy luôn, có là Đông tính từ giai đoạn 3 luôn đó. Thì nhịp điều chỉnh này là nhịp điều chỉnh mạnh nhất trong tất cả các nhịp. À, và rõ ràng nhịp này khi mà điều chỉnh xong thì rõ ràng thanh khoản của BDR nó vẫn có những cái phiên tăng mạnh và vượt khỏi đường MA 20, cho thấy rằng là dòng tiền đó với là cái mặt cổ phiếu này nó chưa có một cái dấu hiệu giảm, à, và nó vẫn mạnh như giai đoạn trước đây, nên là mình vẫn rất là kỳ vọng nó sẽ đánh thêm một hai đỉnh. Nên là BDR đang kỳ vọng là quay trở về mức giá 24 trước khi mà những cái kịch bản có thể là tốt hơn có thể là xấu hơn mà nó xảy ra ha. Khi mà chúng ta vào chẹt giờ đây thì nó cũng tương tự giống như cái cách mà Đông lọc cổ phiếu hồi nãy thôi. Đầu tiên là nó phải test thành công đường MA 20,
sau đó nó test thành công đường MA 50, với lại cái nhịp test đó nó phải được bổ mức thanh khoản cao, và trong cái nhịp test đi ngang nền đó thì phải thấp đều đạt cái mức hết. Nên là BDR anh chị có thể cân nhắc quanh vùng giá khoảng tầm là 20-21.9 thì nhiều khi nó cũng sẽ khó mua, nhưng mà nếu như anh chị kiên nhẫn, anh chị đặt thì khoảng 1.9 cho tới 22 á, có thể mua rẻ rẻ thêm 1-2 like cũng được, tại vì đánh tay cộng thì anh chị có thể canh ke và like một tí, tại vì cái hàng đấy thì mình sẽ không có nắm dài, cho nên cái việc mà nhiều khi, ví dụ như nhiều khi trên đường mà nó về giá 24 đi, trên đường nó về giá 24 thì tất nhiên nó vẫn sẽ gặp cái gì, nó vẫn sẽ có một cái cản ở đây đây anh chị, tâm lý ở đây, đây là cái cản gáp tâm lý ở đây, thì có thể là nó cũng sẽ rung lắc ngắn hạn ở đây một phần, đó là tiếp tăng. Nên là đối với lại các mã cổ phiếu trong nhóm bất động sản á, anh chị đánh T cộng thì đồng nghĩa cái thời gian anh chị nắm giữ nó sẽ dài hơn, không phải là T cộng 3, thậm chí T cộng 5 nha. Cổ phiếu thứ hai đó chính là mã cổ phiếu DG. Chung quan điểm hồi nãy thôi, test thành công MA 20, test thành công MA 50 kèm theo khối lượng thanh khoản tốt. Cái giai đoạn mà breakout nè anh chị thấy nè, giai đoạn breakout nè. DG chỉ có một cái điểm chưa thực sự quá khỏe, đó chính là cái phiên rút chân của nó vào cái phiên ngày 28, nó không nổi trội bằng BDR. Đấy. BDR thì nó khá nổi trội hơn, thanh khoản luôn ngày hôm đó luôn. Đó luôn, sau phiên hôm đó đóng cửa được giá khá là cao. Còn DG, DG thì phiên hôm đó nó chưa có nổ được quá lớn, nhưng một điểm cộng cho DG tức là cái phiên giao dịch ngày 4 tháng 8 phiên chiều á, bắt đầu là khi mà các mã cổ phiếu cùng ngành như là CEO bắt đầu chạy mạnh á, thì DG nó cũng tăng giá và đóng đó rất là cao ở mức trần. Nên là mã cổ phiếu này mặc dù giai đoạn đầu khởi động chưa khỏe, nhưng giai đoạn sau phải khỏe, nó cũng tương tự giống nhau. À, về cái chất về mặt dòng tiền, nó chính là dòng tiền bây giờ cứ thoát ra còn đang nằm này, đông vẫn sẽ còn kỳ vọng đối với là mã cổ phiếu DG. Nhưng mà nếu lại đối với lại DG á, thì cái điểm mà chúng ta mua á, hôm trước á, có nhiều anh chị ở trong nhóm là bảo đông là thấy nó tăng phiên trần á, xong bắt đầu anh chị thu mua trần luôn. Quan điểm của đông á, chờ đường mã 20 test về, sau đó mình tiếp an toàn cho anh chị. Bởi vì anh chị thấy nè, nếu như cái phiên ngày hôm năm hoặc là thứ sáu mà anh chị đu vào mà anh chị mua quá sớm á, thì cỡ gì á, khi mà anh chị thấy một cái cây nến đi mọi thế này thì anh chị rất là áp lực, và có thể cái đà bán này nó cũng tiếp diễn và nó đưa mà cổ phiếu năm khi mà nó test về đây hợp lý, sau đó thì chúng ta tham gia và chúng ta mua. Thì rõ ràng là DG á, nó cách cái vùng đỉnh này không quá nhiều, nó khác với lại BDR anh chị thấy nè. BDR từ đây điều chỉnh đây ha, tầm là 20%, nhưng mà DG á, không có điều chỉnh bằng. Nên là cái nhịp mà hôm thứ sáu mà bật tăng trần lên trở lại á, thì nó cũng đã lấy lại 50% cái cây nến giảm thứ hai rồi, tức là cái phiên hôm thứ sáu rồi. Nên cái việc mà chúng ta đu mua vào quá sớm á, thì phiên lợi nhuận của ta trong giai đoạn sau á, nó sẽ không tốt. Với lại là anh chị có vị thế cao thì rất dễ bị điều chỉnh, và anh chị có yên tâm. Nhưng mà cổ phiếu tính thị trường cao như thế này á, là cái lượng cổ đông ở bên ngoài thì rất là nhiều. À, khi mà cổ phiếu mà lượng cổ đông bên ngoài rất là nhiều á, thì xu hướng mua mua bán hàng ngày nó sẽ xảy ra. Nên những mà cổ phiếu này trong quá trình tăng giá thì ta thấy là nó sẽ không bao giờ mà nó khóa cung 100% được. Nên là để mà cho quá trình tăng giá sau á, thì tất nhiên là tất hợp phải quay trở về test những cái vùng lý, và nó cũng phải xử lý được cái áp lực nào tôi đu bám những cái phiên này. Nên là cái phiên này nó tăng trần á, thì đông cũng không quá là vội để nó test về sau mua. Cái mức giá mua quanh khoảng tầm là 26.5 mua. À, kỳ vọng cho một cái mức giá ngắn hạn là trước mắt là sẽ quay trở về test một cái đỉnh trước, còn mức giá khoảng tầm 7 đó là 9 tiền sống tay cộng ha. Có thể là khoảng tầm là 89% cho này. Tiếp theo đó chính là mã cổ phiếu CEO. CEO thì cách đánh của nó lại khác hơn đối với lại các mã cổ phiếu khác, đó chính đây là mã cổ phiếu nó tăng rất là trễ so với lại ngành. Ngày 14 tháng 8 nó bắt đầu là nó mới tăng giá lên và nó vượt khỏi cái vùng đi ngang rất là dài từ cái giai đoạn tháng 12 tới giai đoạn tháng 8 bắt đầu là nó mới vượt qua đi ngang sao quay một cái biên rất là lớn, kèm theo câu chuyện phát hành ở vùng giá 10. Chúng ta nhìn đây anh chị thấy nè, cái phiên mà thị trường chúng ta gặp vấn đề khó khăn á, thì CEO á, nó cũng đã quay trở về cái vùng giá cận kề cái vùng đỉnh giai đoạn tháng 8 năm 2022. Thì tất nhiên về vùng giá này rất nhiều các nhà đầu tư kẹp một năm á, khi mà người ta thấy cổ phiếu nó về đây á, thì xu hướng người ta cũng sẽ canh bán dần ra. Và đặc biệt những cái phiên mà điều chỉnh là mạnh của một cổ phiếu này,
thì nó lại gặp rất nhiều cái áp lực bán. Tại nhiều nhà đầu tư người ta sợ, người ta rất là sợ nhìn vào cái viễn cảnh sau khi việc mà người ta không dứt khoát người ta bán ra thì người ta sẽ mất rất là nhiều tiền. Anh chị cứ thử nghĩ mức giá từ 27 mà tới mức giá 5 đi, coi chúng ta mất biết bao nhiêu tiền. Nên là cái vùng này tất nhiên gặp áp lực bán, đồng nghĩa đó là một cái điều tốt anh chị. Nếu như CEO mà về đây mà không gặp áp lực bán, nó mới là cái điều bất thường. Còn về đây, đây là một cái vùng đỉnh một năm trước của nó mà nên gặp áp lực bán, đó là một cái điều bình thường thôi. Và phiên hôm thứ sáu thì CEO dao động cho một cái biên là điểm từ 26 tới 27. Đây là một cái biên đánh giá là khá là nhỏ cho mặt cổ phiếu này. Nên chúng ta đã thấy là bắt đầu có yếu tố cân bằng rồi. Nhưng mà phiên ngày hôm đó thì đã có cái nhịp là quay trở về test lại cái vùng đỉnh trước đây. Đây là anh chị nhìn. Chắc 1 giờ chúng ta sẽ có. Đây. Đây là hai cái vùng đỉnh. Đây là hai cái vùng đỉnh này, rồi sau đó là bắt đầu nó quay trở về đây mà test lại cái này. À, khi mà nó tăng giá mạnh lên thì cái việc mà quay trở về mà test lại cái vùng đỉnh này thì đây là cái điểm mua hàng khá là tốt chúng ta và khá là an toàn. Khi chúng ta xem chẹp 1 giờ thì rõ ràng cổ phiếu này nó khỏe hơn so với thị trường chúng ta rất là nhiều. Nên nó đã giao dịch trên đường MA 20 và đường MA 50, và rõ ràng hai cái đường này nó cũng đi theo thứ tự với nhau là đường ngắn hạn nằm trên trung hạn. Cái xu hướng tăng của một cổ phiếu này nó vẫn đang khá là tốt. À, đồng nghĩa là quanh mức giá khoảng tầm là 26 anh chị có thể mua, thì kỳ vọng mức giá đầu tư ngắn hạn chính là giá khoảng tầm 28 ha. Và cổ phiếu cuối cùng trong nhóm bất động sản đó chính là mặt cổ phiếu Novaland. Novaland phiên thứ sáu vừa qua test về và không đóng cửa được trên mức giá 19.6, tức là cái đường MA của mặt cổ phiếu này là khoảng tầm là 164, ngày hôm đó thì không đóng cửa được, đóng cửa 19.4. Nhìn chung thì vẫn đang khá là xấu và chưa có một cái nhịp hồi phục khá là mạnh mẽ. Nhưng mà chúng ta phải nhìn đây, nếu mà chúng ta nhìn xấu thì chúng ta tiếp một tí. Rõ ràng ha, anh chị sẽ thấy nè, chúng ta xem chẹt 1 giờ á, thì chúng ta sẽ thấy cái vấn đề ở đây, đó chính là cái đường MA 50 nè. Nó đã có 3 nhịp nó test vô đường MA 50 nhưng không thành công. Tức là cái áp lực bán của này nó vẫn đang khá là lớn và nó đang quay trở về và nó tái tích lũy là quanh cái vùng giá này. Và đây cũng là cái đường gì? Cái nhịp test số 2 nè, cái nhịp mà nó vượt được qua đường MA 50 thành công nè, tức là cái lúc 1 giờ ngày 25 tháng 8 nè, nhưng mà nó cũng bị bán trở lại vì đây là cái trend line ngắn hạn cho cái điểm bán ra. Chị thấy nè, điểm đầu tiên tạo đỉnh nè, điểm thứ hai quay về đây cũng bắt đầu giảm xuống, nên khi mà quay trở về đây rất nhiều cái nhà đầu tư là người ta sẽ bán ra, tại đây là điểm bán cho cái việc là một cái xu hướng ngắn hạn, thì người ta nhìn ở đây rất dễ vào một cái nhịp hồi kỹ thuật nên những cái điểm này sinh ra rất nhiều cái áp lực bán. Nên thị trường chung của chúng ta ngày hôm đó cũng không thuận, nên cái việc mà Novaland không gãy về đường MA 20 thì nó giá thì nó cũng tốt rồi. Rõ ràng là cái phiên tăng giá ngày 24 tháng 8 nè, đêm 24 tháng 8 mà phiên này nó tăng lên, sau đó thì nó cũng chỉ mới trả điểm lại cái nhịp tăng vào lúc phiên chiều thôi, còn cái nhịp tăng mà bắt đầu từ lúc phiên sáng cho tới 1 giờ thì nó vẫn còn giữ khá là tốt. Tức là cái khoảng gap này so với đường MA 20 thì nó vẫn đang đóng trên đường MA 20. Đối với là một cổ phiếu này, Đông vẫn nghĩ là thị trường chung của chúng ta nếu như mà bắt đầu hồi phục trở lại thì dòng tiền nó cũng sẽ tiếp tục quay vào lại mặt cổ phiếu này. Nên là nếu như một cái điểm mua mà gọi là cho các nhà đầu tư nào mà chúng ta không ưa thích sự mạo hiểm á, ta muốn đánh chắc ăn một tí á, thì chỉ có thể là đợi nó vượt qua khỏi vùng 20 luôn, tức là nó phá được cái chân lan ngắn hạn này, sau đó anh chị tham gia mua. Có đây chúng ta kỳ vọng mức giá 20 lên mức giá 21 khoảng tầm trăm cho một cái nhịp lướt sóng ngắn hạn thì đồng nghĩa nó tí ha. Đó là mặt cổ phiếu Valen, thì anh chị có thể là cân nhắc theo cái quan điểm của Đông là như thế. À, tiếp theo đó chính là mã cổ phiếu trong nhóm ngân hàng, đó chính là mã cổ phiếu EIB. EIB trong giai đoạn hiện tại đang đánh giá là một trong mã cổ phiếu ngân hàng có cái nhịp test về rất là đẹp. Đầu tiên đó chính là về cái nhịp test hai đáy thành công nè. Ở chạc 1 giờ ha, ngày 21 tháng 8 tới ngày 22 tháng 8 nó có hai nhịp test hai đáy rất là thành công và sau đó bật tăng lên. Đánh giá tốt. Yếu tố thứ hai đó chính là nó vẫn giống như các mã cổ phiếu hồi nãy mà đọc. Ta chính là test thành công đường MA 20. Tiếp theo là gì? Test thành công 20. Và cổ phiếu này á, thì nó sẽ không đánh theo kiểu là tăng giảm ở rất là nhiều, mà nó sẽ đa số là đi ngang, sau đó sẽ có một cái nhịp tăng rất là mạnh là nó vượt luôn. Thì thấy giai đoạn trước đó nó chuyên đánh theo kiểu này thôi, tăng một nhịp xong bắt đầu xây cái nền, tiếp tục là tăng mạnh xây nền, tăng mạnh xây nền. Chứ nó sẽ không giống như các mặt phiếu bất động sản mà anh chị thấy, nên là anh chị thấy là những cái nến dao động biến động ở trong phiên dịch nó rất là nhỏ, nhưng mà khi nó phải có những cái nhịp tăng lên sau đó là nó sẽ giữ chen luôn. Nên đó mà cổ phiếu này anh chị nhìn cái nhịp nó test mà nó rất là đẹp anh chị,
tăng lên, sau đó là bắt đầu đi xa quay quanh đây, và đặc biệt những cái phiên điều chỉnh và khối lượng nó rất là thấp, những cái nến giảm điểm khối lượng rất là thấp, những cái phiên tăng điểm thì khối lượng tiếp tục tăng. Nên là một cái mục tiêu ngắn hạn cho anh chị đánh vào cổ phiếu EB này, nó sẽ về quanh mức giá khoảng tầm 25.5, tức là khoảng tầm 6% từ cái thời điểm quanh mức giá khoảng tầm 4 ha. Dịp này Đông Vượng đánh giá là nhóm ngành ngân hàng, một số mà cổ phiếu nó có câu chuyện đi như là Liên Việt, là STB hay là EIB thì nó vẫn còn dư địa nếu mà nó chạy. Và sau ba cái nhóm top tiền, có ba nhóm mà Đông đánh giá hiện tại nhưng mà cổ phiếu này nó vẫn có dòng tiền trội hơn so với là những mà cổ phiếu cùng ngành đó, là C4G trong đầu tư công, hút cũng như thế, và nông nghiệp nó chính là HAG, phân bón nó sẽ là DCM. Đông sẽ phân tích luôn, phân tích kỹ thuật cho anh chị chúng ta thấy một số những cộng ha. Đối với lại C4G ở khung chạc 1 giờ thì mình cũng đánh giá như các mặt phiếu khác, đầu tiên đó chính là nó đã test thành công đường MA 20 và test thành công đường MA 50. Test thành công đường MA 50 này không phải nhất thiết là nó phải cần đóng cửa trên, nhưng mà anh chị nhìn nè, đây là mã cổ phiếu ở sàn Upcom, nên là khi vào phiên là nó đã giao dịch luôn rồi, nó giao dịch luôn rồi, nên cái cây nến đầu tiên trong cái ngày thứ 6 vừa qua nó chiếm khoảng tầm 3 triệu cổ phiếu và nó đã vượt qua khỏi đường MA 50 trong một cái chạc giờ, chứ rằng là nỗ lực của cổ phiếu khá là mạnh. Nhưng mà sau đó thị trường chung của chúng ta không có quá nhiều yếu tố hưởng ứng theo và nó đã bắt đầu bị điều chỉnh trở lại với mức thanh khoản thấp. Nhưng mà cuối phiên thì vẫn giữ được rất là gần đường MA 50. MA 50 lúc đó là 14.85 thì đóng cửa mức là 14.8. Nên Đông vẫn xét đây là một cái test thành công. Với lại khi mà chúng ta xem chạc giờ thì C4G gặp một cái kháng cự rung lắc ngắn hạn, đó chính là ngay ở vùng giá 15. Đây anh chị nè, đường MA 20 nè, rung lắc ngắn hạn đường MA 20 này. Và khối lượng ngày hôm đó tiếp tục tăng lên so với phiên hôm trước đó. Thì đây là một cái tín hiệu tốt về yếu tố dòng tiền. Đây là một cổ phiếu tốt trong nhóm đầu tư công và có khả năng chúng ta sẽ đầu tư đánh trước đi tay cộng được. Thì nếu như cái điểm mua mà hợp lý nhất đó chính là anh chị sẽ chờ nó test về và đóng cửa được trên đường 20, tức là anh chị sẽ canh C4G khi giao dịch được trên mức giá 15 và đóng cửa được trên mức giá này, thì chúng ta có thể mở vị thế mua và kỳ vọng từ vùng giá 15 lên vùng giá 6 cho một cái mức đầu tư tay cộng là tầm 3-4 phiên gì đấy, cho một cái mức lợi nhuận 6.73%. Tiếp theo là HUT. UT khi mà chúng ta nhìn chạc ngày rồi thì chúng ta cũng đã thấy là nó khá là khỏe so với lại thị trường rồi. Rõ ràng là nó đều có những cái phiên đóng cửa rất nhiều trên đường MA 20. Cho thấy rằng là dòng tiền của một cổ phiếu này khá là khỏe và những cái phiên điều chỉnh và giảm thấp là một cái yếu tố tốt. Khi mà chúng ta bóc tách nhỏ hơn, khi mà chúng ta xem chạc 1 giờ thì cũng thấy được rằng đây, cái phiên điều chỉnh và giảm mạnh, sau đó bắt đầu HUT nó có một cái nhịp cân bằng quanh vùng rất là sớm. Cân bằng xong mà những cái phiên mà điều chỉnh giảm xuống khối lượng rất là thấp nè. Lượng khá là thấp ha. Đây khối lượng khá là. Và cái phiên bắt đầu break lên là cái phiên hôm thứ năm nè, ngày 24 tháng 8 nè, break lên và tăng giá lên với lại cái cột khối lượng rất là cao. Cho thấy rằng là yếu tố này là yếu tố cạn cung cho một quá trình điều chỉnh sau đó break out lên. Và phiên hôm thứ 6 vừa qua là bắt đầu từ 9 giờ cho tới cuối phiên thì nó đều đi ngang tạo cái vùng rất là cân bằng ở đây với là một cái khối lượng thanh là thấp trong phiên ngày hôm đó là cây nến điều. Thì đây là một cái động thái hồi phục là tốt, mặc dù chưa đóng cửa trên đường MA 50 nhưng mà với những cái động lượng này thì sớm muộn thì nó cũng sẽ vượt được khỏi cái đường MA 50 này, bởi vì anh chị thấy là rất nhiều cái mặt cổ phiếu khi mà nó đã cân bằng rồi, khi mà nó đã cạn cung rồi và nó có yếu tố dòng tiền vào nhìn DG này, khi mà nó cạn cung xong không, những cái phiên mà nó được vào tiền mạnh sớm muộn thì nó sẽ vượt thôi. Nhưng mà HUT thì cái tính thị trường nó không mạnh bằng DG, nên là cái phiên hôm thứ tư tiền, sorry anh chị, phiên hôm thứ năm tiền vào xong thì phiên hôm thứ sáu thị trường chúng ta rất là nhàm chán và thị trường giao dịch theo kiểu rất là chậm và không có một cái biến động gì đó quá mạnh, nên mà cổ phiếu này nó không được hưởng lợi biểu tố dòng tiền nên nó chưa có kéo vượt qua. Và khi mà những cái phiên test cung như này thì giá khá là cao, HUT cũng là một trong những cái lựa chọn tương ngắn hạn tốt cho một cái mức sinh lợi khoảng tầm là, nếu như anh chị nào mà chúng ta đánh chắc hơn một tí, anh chị muốn là cho cái cơ hội phần trăm thắng chúng ta cao hơn, anh chị có thể là chờ quanh cái việc là khi mà nó test thành công đường MA 50 luôn, tức là nó vượt qua khỏi giá khoảng tầm 25.8, tham gia mua thì kỳ vọng cho giá khi nó quay trở về vùng đỉnh trước đó là mức giá 27.5% ha, vẫn là một cái điều đầu tư đánh tay cộng khá là ổn. Đối với lại nhóm phân bón thì sẽ có DCM thì ngoài cái câu chuyện là phân tích kỹ thuật thì tiếp tới đây ngày 29 tháng 8 này sẽ có một cái đợt chia cổ tức bằng tiền mặt, đây cũng là một
câu chuyện giúp cho ECM tăng giá ở trong ngắn hạn. Khi mà chúng ta xem về chart 1 giờ thì thấy ở đây, đầu tiên là vẫn test hai đáy thành công, sau đó là cái gì? Nó đi ngang quanh cái vùng mà 20, vùng 20 và có một nhịp test lên đường mà 50, nhưng mà áp lực cung này khá là lớn. Sau đó nó đã có ba cây nến test về để điều chỉnh về đường mà 20, sau đó có một cái phiên cuối cùng, cây nến cuối cùng phiên 26 là một cái phiên hồi phục lại và nhấn chìm được cái cây giảm khối lượng lớn phía trước, cho thấy rằng là cái cây khối lượng lớn này nó đã xử lý được áp lực cung khá là nhiều rồi, và cái nhịp hồi phục giá khá là cao. Và nếu như cái thông tin cổ tức đấy mà khi mà chia cổ tức thành công thì vẫn rất là kỳ vọng cho DCM sẽ quay trở về đó, khả năng là vượt giá khoảng tầm 34 ha. Anh chị đánh chắc chắn thì cứ chờ nó vượt luôn đường MA 50 đi, tức là vượt giá khoảng tầm là 32.7 đi, lên 34, tầm là 3.85%, kèm theo cái cổ tức bằng tiền nữa là thêm 3.000 đồng trên một cổ phiếu này nữa, tức là nó khoảng 100 nữa anh chị, 3.000 đồng mà 32.5 này nữa, tầm là 13%. Điều này đầu tư cũng khá là ok nếu như anh chị quan tâm nhóm phân bón ha. Còn nông nghiệp thì Đông đang thấy có một cổ phiếu đang khá là ổn, chính là mà cổ phiếu AG. Cái phiên bắt đầu nó rút chân trở lại thì khối lượng tiền lớn là người ta vẫn vào nè. Sau đó thì rõ ràng là một cổ phiếu này khi mà nó rủ mạnh như thế này, anh đi thấy nè, rủ rất là mạnh như thế này thì hiện tượng kiệt cung của nó gần như là không có người giao dịch luôn. Và kể cả những nhà đầu tư mà người ta hoãn lại, người ta bán là người ta đã bán những cái nhịp điểm mạnh như thế này rồi. Anh đi thấy nè, ở đây những cái phiên kiệt cung khá là thấp nè. Và cái phiên hôm thứ năm vừa qua nó cũng hưởng ứng theo dòng bất động sản, nó vẫn tiếp tục tăng nè, khối lượng lớn nè, sau đó nó vẫn đang phiên thứ sáu là nó test cung trở lại với là một mức khối lượng thấp. Mặc dù là không đóng cửa giữ được trên đường mà A50 đối với lại chạc giờ, mà với những mà cổ phiếu mà nó đã có cái động lượng như là dòng tiền đã tham gia vào rồi thì xác suất mà nó quay trở về đỉnh cũ trong ngắn hạn thì sẽ rất là cao. Nơi đó vẫn sẽ kỳ vọng HAG nó quay trở về là cái vùng giá mệnh, tức là cái vùng giá 10. Nên là anh chị có thể là cân nhắc tham gia HAG quanh vùng giá khoảng tầm, cho anh chị mua quanh mức giá chính luôn để cho nó toàn. Mua chính thì có thể là nó đã đóng cửa trên đường mà A50 giá chính, cho về mức giá 10 là khoảng tầm 10% ha. Điều này đầu tư cũng tâm. Chốt lại là đây là những mà cổ phiếu T cộng mà Đông đánh giá là yếu tố về dòng tiền và thêm yếu tố về kỹ thuật cũng như là yếu tố về ngành là lựa chọn cho anh chị rất là chi tiết rồi. Nên là chỉ cần mà chúng ta theo cái danh mục này thì có thể là đầu tư trên T cộng. Nhưng mà anh chị phải luôn nhớ với Đông một điều rằng là ta nên nhớ là những cái quy tắc này anh chị nhé. Tại vì xác định đầu tư T cộng thì chúng ta chỉ đang ăn một cái đĩa trái cây chán miệng cuối cùng thôi. Nên chúng ta đừng có quá cố gắng, cũng như là sai nguyên tắc thì chúng ta phải cắt, cũng như là tới điểm đạt kỳ vọng thì chúng ta phải nên bán, để tránh cái việc là chúng ta phải là cái người rửa bát cho cả một cái buổi tiệc thì rất tiếc khi mà chúng ta đầu tư cộng mà giữ một cái tâm lý là tư ha. Và thông qua video ngày hôm nay thì ông cũng chia sẻ và cũng chúc cho cả nhà ta trong tuần sau sẽ là một tuần khá là khó khăn cho những cái quyết định đầu tư, bởi vì là tuần sau thanh khoản nó sẽ thấp hơn, nên là anh chị nhìn vào thanh khoản để mà anh chị giao dịch á, có lẽ là anh chị sẽ bị loạn yếu tố về mặt tâm lý. Nên là trong giai đoạn hiện tại với cái view mà Đông mới chia sẻ cho anh chị trong một tuần qua và mình đã có sự thay đổi vào hôm thứ năm, thứ sáu, và Đông cũng đã lên video để chia sẻ cho anh chị rồi. Tức là trong giai đoạn hiện tại thì trường chung của chúng ta nó sẽ đi theo dạng chính là tăng trong nghi ngờ nhiều hơn là cái việc là phải có một cái đáy thứ hai. Và khả năng thị trường tăng lên trong nghi ngờ để làm gì? Để bắt đầu có một cái nhịp hồi phục về quanh 1.200, sau đó thì Đông nghĩ khả năng rất cao là đối với là một số cái thông tin mà mình tổng hợp ra đây hiện tại, tức là đối với lại Mỹ rất có khả năng cao là sẽ bước vào một cái nhịp suy thoái trở lại. Nên là rất nhiều những yếu tố thông tin mà Đông thấy bắt đầu sau khi nghỉ lễ nó sẽ bắt đầu là nó bung ra. Nên là sau khi nghỉ lễ Đông nghĩ thị trường chúng ta cũng sẽ có những cái nhịp co giật khá là mạnh, nên có lẽ là trong tuần sau sẽ là một cái tuần trading cuối cùng để cho cái việc là chúng ta sẽ đóng nhiều cái giao dịch trở lại. Thì Đông nghĩ là anh chị có một cái tâm lý là nếu như anh chị có cầm hàng thì anh chị cũng nên cầm khoảng tầm 20-30% qua lễ thôi. Tại bởi vì là khi mà một cái sự việc đó chính là Đông thì thống kê lại những cái nhịp mà giảm mạnh trước lễ như thế này, sau đó nó có những cái nhịp hồi phục như thế này, thì sau lễ nó thường sẽ có những cái nhịp điều rất là mạnh và rất là bất ngờ trong một cái không khí là anh chị cũng chưa có thực sự quay trở lại để mà chị đầu tư, và anh chị vẫn còn cái không khí gần là của ngày lễ, thì những cái nhịp giảm mạnh đó nó mới làm cho anh chị không trở tay kịp. Thì đó là những cái
quan điểm chia sẻ cá nhân của mình. À, nên là trong dịp này có lẽ là anh chị nên vững tâm lý một tí, anh chị có thể cầm hàng được. Tại vì nhịp tăng nghi ngờ này nó phải làm cho anh chị rất là khó chịu. Và nó thấy rõ ràng phiên hôm thứ 6 nè. Phiên hôm thứ 6, à, nhiều người thì cho rằng nó không kéo là nó xấu. Nhưng mà bản chất á, nó không kéo mới là tốt, mà nó cứ đi lình xình mà nó lại test về. Hôm trước tôi nói với anh chị rồi, nhịp tăng nghi ngờ bản chất của nó là một phiên xanh, một phiên đỏ, một phiên xanh, một phiên đỏ. Và tạo cảm giác cho nhà tôi chúng ta là không dám mua. Và người bán thì cũng rất là sợ. Người bán thường sẽ bán vào phiên đỏ, tại vì sợ thị trường giảm mạnh. Đấy. Còn người mua thì sẽ thường mua vào những cái phiên mà nó kéo mạnh lên tí để nó FOMO. Nhưng mà phiên sau thì nó lại đỏ. Nên là cái cách đánh của nhịp tăng trong nghi ngờ là cố gắng là chúng ta mua xong thì chúng ta cứ đợi hàng về, sau đó chúng ta xử lý. Chứ anh chị đừng có mua xong mà anh chị cứ mở thì ra xem. Cứ xem chỉ số tăng giảm, chúng ta rất dễ bị về mặt tâm lý. Quan trọng nhất là chúng ta lựa chọn tốt thì chúng ta có thể là nắm lâu dài được ha. Đối với lại cái quan điểm của Đông là như thế. Nên là trong cái nhịp này thì anh chị có thể là, đặc biệt là những anh chị nào mà chúng ta đang bị kẹp hàng á, chúng ta đang mua full margin á, thì anh chị cũng đừng vội bán cái nhịp này. Có thể là thị trường giao dịch thanh khoản thấp, thì Đông đánh giá thanh khoản thấp là khá tốt, bởi vì là giai đoạn hiện tại không có mấy nhiều người giao dịch, và những nhà đầu tư nào mà người ta muốn bán là người ta cũng đã bán rất là mạnh tay vào những cái mạnh rồi. Nên là những người cầm hàng trong giai đoạn hiện tại thì cái view của người ta nó vẫn sẽ dài hơn so với những cái nhà đầu tư chất điên đầu cơ ngắn hạn, nên cái áp lực cung nó sẽ không có quá ồ ạt giảm mạnh như là những cái phiên hôm thứ sáu nữa. Nhưng mà mình phải cân nhắc là cái gì, tuần sau sẽ là tuần trading cuối cùng, và tuần sau Đông cùng nhóm anh chị khách hàng của mình sẽ hạ khá là nhiều các mã cổ phiếu ra để an toàn danh mục đi qua lễ. À, nên là qua lễ thì chắc chắn quan điểm của mình là nó sẽ có những cái nhịp rung lắc khá là mạnh đó, nhưng mà cũng có thể là nó sẽ tiếp tục mà nó tăng giá lên. À, nhưng mà để an toàn nhất là Đông sẽ bán nhiều, yên tâm có một cái mùa lễ vui vẻ cùng với khách hàng. Rồi thì Đông cũng xin chúc quý anh chị nhà tôi của chúng ta có một cái định hướng cho một cái tuần sau thật là tốt, cũng như một cái mặt cổ phiếu thì Đông muốn chia sẻ cho anh chị cho ngày hôm nay. Ngoài ra thì Đông nghĩ là không thể nào mà Đông chia sẻ được hết cái mặt cổ phiếu mà nó phù hợp hết với là những gì hỏi, nên là Đông có một cái nhóm Zalo cộng đồng ở phía góc bên trái màn hình á, thì Đông cũng rất là mong là có thể gặp anh chị ở đây và có thể tư vấn của chị cái thời gian tới ha. Và Đông xin phép là chào tạm biệt anh chị và chúc anh chị có 2 ngày nghỉ cuối tuần thật là vui vẻ, an lạc bên gia đình của mình.